ông bà cô chú và các bạn. Hôm nay bà ngoại con sẽ làm món gà hấp mía, và bây giờ con sẽ giới thiệu nguyên liệu. Đây là gà, muối, ớt, mía. Và bây giờ bà ngoại con sẽ bắt đầu ướp gà. Giờ mình ướp gà nha các bạn. Ôi sao nhỏ nghe. À cái này cái mứt cam cho bánh kem hôm bữa nè. Ba. Mình ướp gà mình để 15 phút sau nha, rồi mình hấp nha các bạn. Mía mình đập ra, mình đập ra. Bây giờ gà của bà ngoại con đã ướp xong rồi, ngoại con sẽ bắt đầu luộc gà. Nấu. Mình ướp gà xong giờ mình đập mía xong luôn nha các bạn. Giờ bắt đầu mình để gà vô mình hấp. Giờ mình bắt đầu hấp nha các bạn, mình chế vô miếng nước. Mình nấu cho nó sắc nước lại. Gà nó rất là thơm. Giờ gà mình đã chín rồi nha các bạn, mình vớt ra nha các bạn. Quá thơm luôn. Quá thơm luôn, thơm lắm. Quá thơm, hấp mía thơm quá thơm. Bây giờ gà của bà ngoại con đã chín rồi, mà ông bà cô chú cùng ăn, mà bà ngoại mà Kiệt cùng ăn. Ớt chanh nha các bạn. Ngon không? Ngon. Nhìn quá hấp dẫn. Thấy ớt mà. Rồi sao lấy gà? Thì ngoài bà nội chế lấy gà nhỏ trước. Con gà này nè nó mềm hơn là ngon. Nóng quá. Để coi coi ăn thử mùi vị của nó xem như thế nào. Quá thơm. Quá thơm. Nóng. Gà gì? Trời. Đó. Một đứa một đùi. Wow, bự vậy. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Thơm quá không? Ngon luôn. Thơm không? Dạ thơm. Thịt, thịt thì nó mềm mềm. Ăn rất là ngon luôn. Rất ngon. Rất là thơm luôn. Nó mềm. Mời bà cô chú ăn nha. Quá đã. Cái da nó giòn trực trực luôn. Gà nó ngon lắm, da gì. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Thịt lắm rồi. Các bạn nha các bạn. Dạ. Nó mắm chua chua. Cay cay. Nó có chút mắm ngon với ớt mà. Dạ hấp mía rất là ngon nha các bạn. Thơm mà nó ngọt thịt hết sức. Ngon quá à. Trời ơi, quá đã luôn. Quá đã. Ngon. Mười giờ dài. Ngon ha. Quá ngon luôn á.
Gà dai. Hấp mía ăn rất là thơm nha các bạn, ngọt nữa. Bán cháy luôn. Mua cháy và chết luôn. Ngon. Nó rã luôn. Rất là thịt nó dai dai giòn giòn. Ngon. Rất là ngon luôn. Quá đã. Ngon không? Ăn đồ ngon. Ăn giúp cái này. Cái này là gầm. Dạ, dạ biết. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Ăn lá là nó thơm. Biết ăn này không chị? Biết ăn gan. Dạ con. Ngon. Ăn cái bánh cháy trộn quả vậy. Ăn cái con quen rồi. Dạ. Gà này mình ăn mà tay mình xé vậy nó ngon các bạn, ngon lắm. Ăn nữa không? Dạ ăn nữa. Nữa. Cái cánh này cũng ngon nè. Nè, đưa cái cánh nữa nè. Dạ. Ngon. Da giòn sực sực luôn. Ngon. Ngon. Mời bà có chút mà ăn nha. Mời bà có chút cũng ăn. Da nó ngon. Da giòn ha. Da giòn sực sực luôn. Video đến đây thúc rồi, nếu ông bà cô chú và các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký ủng hộ con nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.